Thưa quý vị, bang Florida hiện là tâm dịch tại Mỹ, với số trường hợp bệnh nặng phải nhập viện và ca tử vong tăng chóng mặt. Số ca nhiễm mới tính theo ngày tại bang hiện chiếm 20% ca nhiễm trên toàn nước Mỹ. Tại nhiều bệnh viện ở Florida, phòng hồi sức đã bắt đầu có dấu hiệu là quá tải. Bộ bác sĩ nhân viên y tế phải kê thêm giường ra hành lang. Số bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện ngày một nhiều và đáng lo ngại hơn cả là nhóm đối tượng này chưa tiêm ngừa vaccine. Ngày 1 tháng 8, bang Florida của Mỹ ghi nhận 10.207 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, con số cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại Mỹ. Thông tin này xuất hiện chỉ một ngày sau khi cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh CDC Mỹ công bố dữ liệu cho thấy Florida ghi nhận hơn 21.600 ca nhiễm trong ngày 31 tháng 7, vượt xa mức đỉnh 19.100 ca nhiễm một ngày được thiết lập hồi đầu tháng 1 vừa qua. Sự xuất hiện của biến thể Delta cùng với việc nối lại hoạt động đời sống xã hội như thời tiền đại dịch là tác nhân đầu tiên dẫn tới bùng phát lây nhiễm mới. Tỷ lệ tiêm chủng ở mức thấp hơn trung bình toàn quốc cũng khiến Florida rơi vào tình cảnh dễ bị tổn thương hơn so với các bang khác. 7 bang có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất tương ứng với khoảng 8,5% dân số Mỹ, nhưng lại chiếm 27% số ca mắc, cứ 1 trong 3 ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ trong tuần qua là ở Florida và Texas. Mới chỉ có khoảng 10 triệu người dân Florida, tức chưa đến 50% dân số toàn bang, tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Florida hiện chưa thực thi các biện pháp cần thiết để kiểm soát lây lan COVID-19. Chính quyền bang vẫn chỉ áp dụng cách thống kê ca nhiễm mới, ca nhập viện và tử vong theo tuần, thay vì theo ngày như nhiều ở bang khác. Các biện pháp phòng ngừa như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang cũng không được chú ý, triển khai quyết liệt.